Ủa Xuân. Dạ. Dạ. Em đi đâu vậy? Dạ chào thầy. À, thầy còn nhớ em hả? Nhớ chứ sao không nhớ. Thầy ấn tượng nhiều về em lắm. Lúc em mới tới đây học võ, thầy nhớ trong lớp á có một bạn nam bắt nạt em. Cái là hôm sau em đi học, em được ba người ăn của em hộ tống em. Cái là cái bạn đó sợ quá xin nghỉ học luôn. Thế là thầy mất học viên đó luôn. Em ngại quá. Gia đình em thiệt là đi tới đâu cũng nghe kể lại những thành tích như vậy không à. Việc đó ấn tượng mà. Thầy còn nhớ là thầy lên công an bảo lãnh cho ba người anh của em luôn. Nhưng mà cũng nhờ cái việc đó thầy mới phát hiện là thằng Sư nó có năng khiếu, cho nên thầy đưa nó về đây đào tạo làm thầy dạy võ luôn. Dạ. Em cảm ơn thầy. Lúc nào cũng nghĩ đến tụi em. Có gì đâu. À, mà hôm nay em đi đâu đây? Kiếm thằng Sư hả? Hôm nay nó đâu có đứng lớp đâu. Dạ không, hôm nay em không kiếm anh Sư, mà em muốn kiếm đồng nghiệp của anh Sư để hỏi chút chuyện. Có chuyện gì không em? Dạ thưa thầy, em muốn hỏi chút chuyện là không biết có chuyện gì mà mấy hôm nay anh Sư ảnh buồn quá. Thôi em ghé phòng thầy đi, rồi có gì thầy với em nói chuyện tiếp. Đi em. Dạ. Vô đi em. Dạ cảm ơn thầy. Hội thi võ thuật toàn quốc hả thầy? Ừ. Vậy là nó về nó không kể gì cho cả nhà em nghe hết hả? Dạ không, gia đình em không ai biết. Ủa, nếu mà anh nhận được cái tin này, đáng lý ra anh phải vui mới đúng chứ thầy. Lúc đầu á, nó nhận lời thầy nó rất là vui. Nhưng mà thầy không hiểu tại sao á, nó lại thay đổi, từ chối không tham dự nữa. Hả? Anh từ chối hả thầy? Đúng. Mấy ngày nay á, thầy rất là bực mình vì nó. Sẵn có em ở đây, thầy cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân luôn. Em có biết không, ở tỉnh á phải tổ chức thi đấu để sàng lọc chọn ra người xứng đáng để đi thi. Cơ hội tốt như vậy á, tự nhiên nó lại bỏ à? Tại sao lại kỳ cục vậy ta? Dạ thầy, em hiểu rồi. Là chuyện gì em? Ngày hội thi võ thuật diễn ra cũng chính là ngày hội thi Lân Sư Rồng toàn quốc diễn ra mà gia đình em đã đăng ký. Cuộc thi Lân Sư Rồng này chính là mong ước của cha em. Thì ra là như vậy. Chỉ có lý do này thì nó mới từ chối cuộc thi. Tại vì thầy biết á, là nó đã mơ ước từ lâu rồi. Dạ thầy, mình có cách nào khác không thầy? Cách bây giờ chỉ là gia đình em phải tìm người khác thế thằng Sư. Chứ còn nếu ở tỉnh á, chọn người khác thì nó chắc chắn sẽ mất đi cơ hội này. Anh ba của em á lại là người giỏi kỹ thuật nhất. Ảnh là người múa chính của đội Lân Sư Rồng. Ảnh lại còn rất tài giỏi. Ảnh là linh hồn của cả đội lân nữa. Chắc rất là khó đó thầy. Vậy thì thầy chịu thua rồi. Không còn cách nào khác nữa đâu. Thầy hiểu tính thằng Sư này mà. Nếu như liên quan gì tới gia đình á, nó sẽ không bao giờ hy sinh đánh đổi đâu. Để em về em nói chuyện với cha em coi coi sao. Nhưng mà làm gì thì làm, em phải thật khéo léo, đừng để mất hòa khí gia đình. Thầy không muốn như vậy đâu. Dạ em biết rồi, em cảm ơn thầy. Ừ. Xin phép thầy em về. Ừ, em về. Xuân, có chuyện gì kêu anh ra đây vậy? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Có chuyện gì xong về nhà nói, ra đây nói làm gì? Em biết rồi hả? Biết là khó khăn lắm mới có được cơ hội này không vậy? Đâu phải ai cũng có được. Sếp của anh đó, ảnh còn tiếc cho anh nữa kìa. Anh đã biết rồi. Anh ba,
Hay là để em về em nói với cha, mình lùi lại cuộc thi lân sư rồng đi. Nói giùm em nghe được hả? Cha lớn tuổi rồi, cha lại bệnh nữa, đây là tâm nguyện của cha. Mình phận làm con, vì chuyện riêng tư mà không nghĩ tới ước nguyện của cha, làm sao mà coi được. Anh không muốn nói nhiều. Vậy là anh quyết tâm rồi hả? Tự nhiên, so với những gì mà cha đã ban tặng cho anh, chuyện này không đáng là gì hết. Nó cũng không đáng được gọi là hy sinh nữa. Anh còn trẻ, tương lai phía trước anh còn dài mà. Được, vậy thì mình là đàn ông con trai nha. Nói một là một, đã quyết định rồi là không buồn, không hối hận đó. Cái con nhỏ này, đi về. Đi về. Biết rồi. Đi về. Đi về thì đi về. Bây giờ nhịp cùng nhịp bước chân, những vũ điệu hoa cùng đẩy.